Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Connector. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất Túc thường xuyên chia sẻ với mọi người. Kính thưa mọi người, thì tiếp theo đến cái video ngày hôm nay cũng như thường lệ thì Túc chia sẻ cũng như hướng dẫn anh em nhận 2 triệu cái đồng meme farm coin, một dự án cực kỳ tiềm năng. Nếu mọi người mới chưa tham gia kèo này thì anh em có thể kích phần dưới mô tả để anh em xem kỹ video và anh em tham gia. Còn đối với những người cũ thì cái kèo ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu là đi săn cái click đi ẩn như hàng ngày để chợ để chúng ta nhận 2 triệu meme file coin miễn phí, hoàn toàn miễn phí này, đúng không ạ? Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ như thường lệ sẽ kích vào bot này, cứ làm bot trước á, được chưa? Còn nếu mà anh em chưa mua bot thì anh em có thể là xem kỹ video để chúng ta kích video cũ ấy để chúng ta mua bot để nó auto tự động mà, được chưa? Ở mật mã ngày hôm nay là 1432 nha anh em nhá. Ok, thì phương thức thì nó cũng như vậy thôi. Nó thành hàng dọc, ví dụ như là ở trên mình ở trong app thì nó không có đâu, được chưa? Đây gọi là mình chụp ảnh mình làm gọi là demo cho anh em thôi. 1 2 3 4 này đúng không ạ? Nó theo hàng dọc như vậy thì cái mật mã ngày hôm nay là 1432. Ok, bây giờ thì mình và anh em vào cùng thực chiến đi nhỉ, được chưa? Để chúng ta nhận 2 triệu cái đồng meme farm coin này. Ok chưa? Em kéo cái này phần dưới xuống dưới này cho nó dễ nhìn này. Bắt đầu nha anh em nha. Kích cái này. 1 này, 4 này, 3 này, 2 này. Ok, chờ 3 4 giây, được chưa? Ok, anh em có thể thấy không ạ? Khá là thơm, được chưa? Kích vào continue cho mình này, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ kích vào continue play cho mình này. Khá là thơm đúng không ạ? Ok, vậy nó gia tăng một cái số lượng khá là kể. Còn anh em thấy là video này hay ý nghĩa thì có thể là cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với mọi người nhá. Mình gửi tới anh em, hẹn gặp anh em video tiếp theo.